吗？我们到头上给分呗，主哎，还是那给分钱。Cái kiểu dữ liệu này khá là quan trọng và được sử dụng rất là nhiều. Đặc biệt là các cái phần phương thức về xử lý chuỗi. Lần trước học ở Pascal hay là bằng C chúng ta sẽ gặp khó khăn trong cái phần về phải làm từng cái thủ công. Ở trong phần C sẵn chúng ta các em sử dụng những cái phương thức người ta hỗ trợ sẵn rồi để chúng ta sẽ làm nó nhanh hơn, nó tiện hơn. Tất nhiên là các em thích code trực vòng ta có thể code theo kiểu C vẫn ok, nó hỗ trợ chúng ta làm được đấy. Nhưng mà không nên làm bởi vì nó có sẵn này, như kiểu nó có là mình cứ đi làm thì không cần thiết. Đấy. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái project mới để chúng ta học về cái phần chuỗi này. Và chủ yếu là các phương thức xử lý chuỗi. Các em tạo ra một cái project mới. Còn chúng ta sẽ ghi là string in C#. Sau đó ta đặt luôn cái set e ta áp của dây cho cái này. Cái phần về hiển thị màu với cái màu này chúng ta copy sang hình ảnh. Thực ra từ đầu giờ chúng ta dùng rất nhiều cái string rồi. Chính là cái dòng này anh bôi đen này, kiểu dữ liệu string thông tin khác nó cũng là một cái string, một cái chuỗi. Rồi ta sẽ học các cái phương thức xử lý trên cái dạng này về các cái tag này, get rồi, rồi là chúng ta viết hoa, viết thường vân vân đủ các thể loại. Các em tạo xong một giây chưa nhỉ? Dừng một chút nhá. Cái phần về chuỗi có những cái bài tập này chúng ta nếu làm được thì coi như phần chuỗi chúng ta ok. Như kiểu về chuẩn hóa chuỗi này là cái tối thiểu chúng ta phải làm được. Đấy, xong là đảo người chuỗi này, nhập sâu con này, kiểm tra xuất hiện này, rồi là tách chuỗi vân vân. Chúng ta sẽ học từng cái phần hay dùng nhất. Cái nhạc to thế. Bây giờ chúng ta sẽ yêu cầu là nhập vào một chuỗi. Đây chúng ta sẽ có kiểu string này. Để input bằng. Đợt trước chúng ta hay có cái kiểu là in.path này, xong là console.bitname. Đấy. Còn bây giờ có cần phải viết theo kiểu đây là string.path không? Okay. Theo các em cần không nhỉ? Hoặc là dùng convert, có một số chúng ta dùng thì convert này chấm tu trên này. Đây. Có cần thiết phải thế này không? Tại sao các em nhỉ? Chúng ta chú ý này, nguyên nhân và cái phương thức là console.bitname. Các em di chuẩn lên trên cái bitname này, console.bitname nó trả cái string. Bản thân cái nhập vào người ta đã nằm string rồi, do vậy chúng ta không phải chuyển đổi nữa. Nó chúng ta chuyển đổi vì lần trước là chúng ta cần kiểu số người ta nhập vào chuỗi, nên phải dùng cái in.path để chúng ta chuyển từ cái chuỗi về số. Và bây giờ đang thao tác cái chuỗi thì bản thân cái này nó đã một chuỗi rồi, chúng ta không cần thiết phải chuyển đổi làm gì nữa, nó có chuyển đổi lại thừa đi. Do vậy chúng ta cần convert.toString hay là in.path hay là string.path xóa hết đi, chỉ cần chỉ đơn giản một cái bằng console.bitname thôi. Ok các em nhỉ? Khi mà nhập xong rồi các em hiển thị ra màn hình. Chuỗi vừa nhập. Chúng ta cộng chuỗi ok, để input này. Chúng ta chưa xử lý được cả, nhập thế nào đáng nguyên thế đấy thôi. Chúng ta chạy thử nhé. Đây là không biết được tính ở đây là.
chúng ta vẫn nhập suất chưa làm gì cả. Đơn giản nhất là chúng ta sẽ học các cái phương thức để đầu tiên này viết hoa tất cả các cái tự trong chuỗi này lên. Chúng ta sẽ ghi đây là các phương thức này, các phương thức thế giả method này xử lý chuỗi. Các em thấy cái gì dùng dấu chấm có thấy bất tiện không? Lần trước học Pascal hay C cứ viết thẳng như Rhino hay Vitna hay là Clean là xong luôn đúng không? Nhưng sang Java C Sharp cũng là không phải có console.rhino hay là system.out.clean như vậy. Nó là thêm một cái đầu. Đầu tiên ta có cảm nhận nó có bất tiện. Tuy nhiên, bây giờ các em xem này, nó không hề bất tiện thế nào, nguyên nhân như sau này. Lần trước các em phải nhớ từng cái một là to upper hay to lower hay gì đấy, switch chẳng hạn. Còn bây giờ muốn nhớ các em chỉ cần gõ st input này chấm. Trước đây thì các em nghĩ dấu chấm nó tản ra nó phiền hà, bây giờ các em dấu chấm rất là tiện, nó hỗ trợ chúng ta chứ không phải nó làm hại chúng ta. Đây, ví dụ bây giờ các em cần viết hoa này, to upper này, đây chúng ta sẽ thêm một cái biến nữa để chúng ta lưu kết quả đầu ra nhé, test tên st output chẳng hạn, input bằng string này chấm a bằng đây bằng st input đi. Rồi tạo cái này luôn đi. Đầu tiên chúng ta sẽ có phương thức đó là viết hoa. Viết hoa. Rồi. Viết hoa các ký tự của chuỗi. Chúng ta có phương thức đó là to upper. Chính là cái anh vừa viết ví dụ trên này đây. Nên ta sẽ có st output này bằng st input chấm to upper. Cái upper này dịch ra tiếng Việt chính là cái phần viết hoa này đây, ở phần to này đây. Và cái chỗ phần hiển thị kết quả cho các em sẽ ghi bên dưới, sửa cái này đi. Đây, thêm một cái dưới cho dễ nữa. Có đơn giản ok. ST input này chấm to upper nó ra luôn, chả phải gõ nhiều. Cái phần này sẽ cho lên trên. Phần dưới chúng ta ghi này. Chuỗi sau khi viết hoa này. Chúng ta dùng dấu cộng cũng được, dùng kiểu format thì cũng được. Output đây là được. Các em thử luôn, chạy xong thử luôn xem nó ok. Test thử đây. Đây là chuỗi. Các em thấy viết hoa thì tất cả các chữ cái đều được cho lên thành chữ hoa hết. Khá là đơn giản lắm. Chúng ta chỉ học cách từng cái một những cái phương thức này. Đầu tiên là tên là gì này, quan trọng nhất là cái tác dụng của nó. Và để nhớ tác dụng được thì không có cách nào khác, các em phải biết tiếng Anh. Nếu như các em không biết tiếng Anh phần này, học nó khó khăn ở đoạn là các em sẽ phải học theo kiểu học vẹt. Có nghĩa là các em phải nhớ chính xác. Tất nhiên đầu tiên ta sẽ học theo kiểu này, nhưng các em nhìn nhớ được đâu, các em phải dịch ra tiếng Việt. Họ phải hiểu được kiểu upper này, hoa này. Các em nhớ được từ upper. Đấy. Tương tự bây giờ, chữ thường là gì các em nhỉ? Nào. Đúng rồi, nào rồi đây. Các em comment bên cạnh này vào. Cái này học những cái phương thức đơn giản ta học ngay không? ST input này, chấm to này. Hoặc thậm chí có cách khác nữa các em không nhớ, các em hiểu đâu này. Đấy nha, nếu không nhớ thì chúng ta chỉ cần dấu chấm này. Chúng ta lượn từ trên xuống. Đôi khi có nhiều trường hợp anh cũng làm thế vì có những cái mình không biết là hỗ trợ hay không. Vì trả quyển sách người ta ghi mình cũng chẳng lốt, mình đọc từng cái này nó rất là chi tiết của một cái. Các em chỉ cần chấm này, xong là mình xem này, nó trợ mũi tên lên xuống, các em xem này. Đây này. Vâng, ta chỉ cần nắm được vững hầu như tất cả các phương thức đây là ok. Không thêm về tất cả vào này cái đâu, chỉ cần một phần tầm khoảng
2/3 là nhiều rồi. Có những ít có người dùng hết bằng này cái. Đây. Đấy, chúng ta xem tất cả các phần hỗ trợ có sẵn mũi tên lên xuống. Và khi chúng ta lâu rồi mà không dùng, các em phải quên thì cần nhớ cái tù, gọi là nang má này sẽ có những tu, các em gõ chữ tu này, nó lọc được khá thứ rồi. Chứ còn bằng này kết quả đâu. Tu array này, tra array này, tu need này, tu now array này. Đấy, chúng ta di chuyển lên trên này. Đấy. Và chúng ta sẽ chú ý này, nhớ nhớ nhất như nói lúc đầu là các em dịch được cái phần mô tả của cái phương thức. Đây người ta mô tả bên cạnh này, return a copy of là di string này, converted to no array này. No array chính là cái viết thường. Tương tự cái upper nó cũng sẽ dịch tương tự như thế đây này. Nó sẽ là upper case, tức là viết hoa. Đây là cái cách học nhanh nhất, nói chung sau thời gian học nhiều các em chỉ cần dịch cái này thôi. Do vậy tiếng Anh nó rất quan trọng cái đoạn giúp chúng ta học tiếng nhanh hay lùi. Cho nên nhiều khi các em thấy có những thằng nó học rất là ít nhưng mà nó học rất là nhanh, bởi vì nó tiếng Anh nó tốt. Nếu các em không biết tiếng Anh, các em phải học thuộc từng cái một. Bây giờ nó biết nó chả cần học thuộc nhiều, chỉ cần thế này thôi. Nó di chuột lên trên cho nó đọc bên phải nghĩa là gì, hiểu được cách sử dụng phương thức, thế là học được rồi. Đầu tiên cứ phải học em viết từng cái ra tờ giấy bao giờ về sau. Tức là một cái cách học bình thường, các em biết tiếng Anh các em nhớ một cái bức tranh. Còn một thằng nó không phải nhớ, nó nghĩ cái bức tranh nội dung là gì, nó vẽ là nó xong. Nó khác hẳn nhau. Vậy các em giờ tự gắng tu luyện tiếng Anh dần đi, nếu mà thấy yếu. Đây tu nó này, nó xong. Comment vào. Đây là sau khi viết thường. Các em ghi nó bên dưới này, những cái phương thức cơ bản chúng ta nên biết nên học. Viết thường này. Cặp chuỗi này. Chúng ta sẽ có to no error. Đây rồi. To no error. Cho nên đây, chạy thử nhé. Giờ các em bật các nốt này. Đây này. Nè. Chuỗi. Cả hoa. Cộng vừa. Thường, ví dụ này. Sau khi biết thường tất cả nó đều về chữ in nhỏ hết, chứ không có hoa nữa. Ok không nhỉ? Đây là hai cái này dùng rất là dễ. Tiếp đến chúng ta sẽ học sang cái phương thức tiếp theo, đó là thay thế. Các em có hay tham gia các diễn đàn không? Chúng ta để ý những cái từ gọi là tục thì vậy, thường thường nó sẽ không để. Đấy. Thường thường các em gõ một cái từ thì vậy, ví dụ là vậy nên tin nó sẽ thay bằng mấy cái dấu sao này. Ví dụ các em gõ từ A, B, C, tắt D, đi đi chẳng hạn, A, B, C, tắt từ đấy nó lại thay sẽ bằng cái dấu sao 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 chẳng hạn. Ok nhỉ? Thì đây chính là cái cách, một cái cách ứng dụng đơn giản chúng ta sẽ dùng thay thế cho cái mẫu có sẵn. Ví dụ tiếng Anh có cái từ gọi là phát view chẳng hạn, thay nó không cho biết từ đấy nữa, các em gõ từ đó dùng thần này đúng không? Ví dụ phát view này tự động sẽ đổi thành, trong này có mấy cái từ này, 4 cái từ đúng không? Thế thấy là 1, 2, 3, 4 này. Ví dụ này không? Các em tưởng nhỉ? Đây là một cái cách thay thế chuỗi. Thì thay thế trong tiếng Việt là gì các em nhỉ? À quên, từ tiếng Anh sang ấy. Thay thế là gì nhỉ? Inlet này. Đây. Đây bản thân chính là cái Ctrl H các em nhấn lên này, chính là cái thay thế này. Đây này. Các em nhấn Ctrl H là ra cái này không? Ctrl H trong vi sủa Pivot Next này, Pivot On này, chính là Ctrl H ra cái này. Đấy, khi mà biết được từ tiếng Anh nó là Pivot, nghĩa là thay thế, thì các em xem nhé. Ví dụ này, ví dụ về thay thế này, chúng ta sẽ có string output này bằng input này chấm Pivot này. Các em chưa gõ chữ R này, RE nó sẽ ra cái đó là remove này. Remove nghĩa là gì các em nhỉ?
xóa, loại bỏ, cắt đi, loại bỏ, reverse này, còn phần reverse là cái gì? Có cái gì để cái nào? Đúng rồi, được, đảo lại, đảo lộn lại. Chúng ta dùng reverse mở con đơn này. Bây giờ các em sẽ thấy đây là một cách gọi là viết phương thức làm chồng này, 1:2 này, 2:2 này. Nó sẽ có hai cái phương thức, đầu tiên là thay thế ký tự, một ký tự cũ một ký tự mới này. Cái thay thế thứ hai là thay thế cả một chuỗi. Ví dụ thay thế đầu tiên ký tự nhé, chúng ta không thích người ta nhầm một chữ A. Thế nhưng trước có cái gì có liên quan đến cái gì? Cái Formosa Hà Tĩnh, nó cũng có những cái không viết được trên Facebook ấy. Nó cấm hay nó thay thế nên khi nó chặn ấy. Nó dùng cái dạng đấy, nó cứ bắt một cái mẫu, gọi là cái mẫu đấy gọi là cái pattern. Tất cả các từ của kênh Formosa này hoặc là F này, chấm mo, chấm sa, chúng ta chèn ký tự dấu cách hay là dấu chấm ở giữa ấy. Hoặc là chúng ta đổi chữ C chữ K, nó sẽ bắt những cái mẫu chúng ta hay dùng để hiểu, nó sẽ thay thế tất cả vào trong cái mẫu đấy. Vậy như thế chúng ta không thích thay cho không để chữ A, các em thay thế hết chữ A này bằng cái thị mới được chữ sang chẳng hạn. Đấy. Thì lát nữa chúng ta sẽ test thử tất cả các chữ A có thành dấu sao hay không. Chú ý các em nhé, thay thế đây chúng ta thay thế chữ A hoa nhé, nếu A thường có được nhỉ? Không được, các em phải làm chữ A thường riêng. Hoặc cách thông minh hơn là gì các em nhỉ? Chúng ta vừa học hai cái trước rồi. Thay vì thay thế hai lần sao với thường, ta sẽ dùng cái phương thức này. Nó ở cây hoặc là upper cây, chúng ta chỉ chém một lần thôi. Các em hiểu nhỉ? Bình thường ta sẽ viết hoa như thế này. Đấy. Các em thậm chí có thể dùng liên tiếp các ngày được. Đi vào nét này, A nhỏ. Đây là một cách để các em mở rộng cách viết. Thông thường các em hay có quan niệm chúng ta chỉ dùng một phương thức một lần thôi. Còn đây chúng ta sẽ nối tiếp hai phương thức. Đi vào nét A lớn bằng A sao, bằng sao này. Xong A nhỏ bằng dấu sao tiếp thì ok. Thậm chí các em phải thêm một cái nữa cũng được. Tuy nhiên, thường chỉ dùng đến hai mức là được rồi. Đừng nên dùng lạm dụng quá. Chương trình không lỗi nhưng mà code chúng ta trở nên là rác rồi. Các em hiểu được nhỉ? Khi mà cái gì lạm dụng quá nó không tốt. Bây giờ các em biết mình như người khác đọc này, viết code dối như mì tôm, đọc cho nó rất là khó hiểu mà nhìn nó cảm giác nó nặng. Chúng ta sẽ thay thế cả cụ. Ví dụ bây giờ chúng ta output này bằng cái output trong trên nhá, không phải input nhá, vì chúng ta đã thay thế chữ A, chúng ta test chứ phải thay thế mà. Các em dùng những cái phần output bên trên xuống bên dưới, chúng ta thay thế đi lên. Bây giờ thay thế phải là vùng cái 1:2, các em mũi tên xuống sử dụng cái string ấy, kiểu trả về string này, đi và lên này, string là open new này và một cái string là new và new, chúng ta thấy chuỗi. Có nghĩa là cái phương thức pivot người ta viết cho hai dạng, một dạng các em chỉ thay thế một ký tự, còn dạng thứ hai người ta thay thế cả một chuỗi. Ok nhỉ? Một chuỗi ví dụ như vừa xong, ví dụ chúng ta thay thế một cái khác như này, chuỗi này này bằng một cái 4 dấu sao chẳng hạn. Thế ra cái này nước ngoài người ta chỉ là trêu đùa thôi, không có gì là bậy lắm đâu. Nhưng chính là như các từ thủ tục thì trong tiếng Anh người ta không học, ai lại từ thủ tục làm gì? Châu nhau, đây, bằng dấu sao, ví dụ này. Hoặc nếu như bây giờ các em muốn thấy nó chưa an toàn, chúng ta dùng một cách như này nhé. Chấm tu nam ơ. Để đảm bảo người ta viết cái chữ F là chữ hoa hay chữ thường, chúng ta đều cưa được hết. Các em hiểu được nhỉ? Sử dụng những cái tu upper hay tu lower để các em đồng bộ hóa nó. Tránh trường hợp bây giờ người ta viết chữ hoa chữ thường, các em viết mỗi cố định này chắc không được. Nhưng mà khi các em thêm một cái tu lower này vào thì có nghĩa người ta viết chữ F viết hoa này, viết thường này, chữ U viết hoa thường, có thể xen kẽ hoa thường. Chúng ta chuyển hết về chữ thường, ta chỉ thay một nát là xong rồi, không là nó sổ. Cái trường hợp này chỉ còn nọt khi nào các em nhỉ? Đó là người ta dùng cái tự này này, dấu chấm ở đây thì này hả? Ok nhỉ? Tức là một vài cái người ta phải nghĩ rằng người ta phải dùng cái chiêu đấy. Giả sử ra các em là một cái quản trị viên diễn đàn, khi các em phát hiện đấy, các em lại bổ sung một cái bộ tập này thôi, chỗ các em phải copy vào dòng dưới đấy. À, thích dấu chấm không? Thích dấu chấm ở đây này, không hết này. Ví dụ này, vân vân còn rất là nhiều cái mẫu khác. Nhưng mà trong quá trình chúng ta xác định xem mà tất cả những trường hợp chúng ta cần phải chém, chúng ta sẽ đưa vào đây. Ok nhỉ? Các em hiểu cái đi bên đây này chưa? Đây là ứng dụng trong trường hợp nhé.
Còn thực tế khi có những trường hợp bây giờ chúng ta muốn thay thế một cái cụm từ gì đấy, không phải chữ nền, một cái từ gọi là số 1, 2, 3 hay là 4, 5, 6 bằng một cái số hoặc một cái giá trị cố định chúng ta biết trước chúng ta thay thế vào là ok. Còn rất là các em nhớ được cái thay thế này để chúng ta gặp trường hợp cụ thể chúng ta sẽ áp dụng vào. Hãy chạy thử luôn nhé. Em viết chữ U hoa nhé. Giờ các em thấy không? Cái chữ này thì nó sao hết. Đấy, tránh văn tục chỉ vậy cho các diễn đàn cấm. Ví dụ các từ nhạy cảm này, chém hết. Chỉ thành sao không? Đó là tác dụng của cái Free Planet này.